Vào những năm đầu thế kỷ 20, trên cao nguyên Mơ Nông, vùng đất cuối cùng của dãy Trường Sơn Tây Nguyên, đã diễn ra một cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài 1/4 thế kỷ. Cuộc khởi nghĩa này do một vị tù trưởng người Mơ Nông lãnh đạo. Ông chính là Nơ Trang Lơng, người thủ lĩnh huyền thoại của cao nguyên Mơ Nông. Với những chiến thắng vang dội, cuộc khởi nghĩa do Nơ Trang Lơng lãnh đạo đã thổi bùng lên phong trào chống thực dân Pháp, có thể nói là hùng tráng nhất Tây Nguyên lúc bấy giờ. Cao nguyên Mơ Nông nằm trên độ cao hơn 800 mét so với mặt biển, thuộc cực Nam Tây Nguyên, với diện tích khoảng 10.000 km vuông. Phía Bắc và Nam của cao nguyên Mơ Nông giáp với cao nguyên Đắk Lắk, Lâm Đồng. Phía Đông và Tây giáp với Đông Nam Bộ và Campuchia. Từ xa xưa, cao nguyên này là nơi cư trú của đồng bào Mơ Nông, ngày nay thuộc tỉnh Đắk Nông và một phần của tỉnh Bình Phước. Xét về vị trí địa lý thì cao nguyên Mơ Nông là một địa bàn có tầm chiến lược quan trọng, là cửa ngõ phía nam của vùng đất Tây Nguyên chủ phú, giàu tiềm năng. Chính vì có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng như vậy, nên ngay từ những năm cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đã đưa hàng chục phái bộ điều tra, do thám, tung lên miền cao nguyên này để nghiên cứu, tìm hiểu và ghi chép nhằm thực hiện âm mưu thôn tính lâu dài. Thực dân Pháp gọi vùng đất này là cao nguyên trung tâm Nam Đông Dương. Cũng như các dân tộc khác trên dãy Trường Sơn Tây Nguyên, người Mơ Nông là dân tộc có tinh thần yêu chuộng độc lập, tự do và truyền thống chống giặc ngoại xâm bất khuất. Từ lịch sử mờ tỏ trong những áng sử thi huyền thoại hay trong hiện thực, tổ tiên người Mơ Nông chưa bao giờ chấp nhận một kẻ thù nào đòi xâm chiếm mái nhà cao nguyên của họ. Chính vì thế mà trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, dù đã bỏ nhiều công sức và tiền của, nhưng thực dân Pháp vẫn chưa thể đặt chân lên cao nguyên Mơ Nông. Năm 1896, Pôn Đu Me được cử sang làm toàn quyền Đông Dương đã chính thức phất cờ cho bọn thực dân tiến quân xâm chiếm cao nguyên Mơ Nông. Kể từ đấy, vùng đất cao nguyên Mơ Nông luôn phải chịu cảnh loạn ly. Chính sách nô dịch, sâu thuế hà khắc cùng với việc bắt lính đi phu của thực dân Pháp đã đẩy đồng bào Mơ Nông vào cảnh bị nhổ bật ra khỏi nương rẫy, đi đến bờ vực diệt vong của một dân tộc. Năm 1898, Henri Med, viên than tán hạng nhất khét tiếng ác độc và tàn bạo, được thực dân Pháp giao trực tiếp bình định cao nguyên Mơ Nông. Đối với Henri Med, cao nguyên Mơ Nông có sức hấp dẫn ghê gớm, mà trong nhật ký hắn đã viết rằng:
vùng đất này gây cho người ta một ấn tượng kỳ lạ đến độ ngu dại, vô thức, như đang ở trong một miền mộng ảo mà tưởng như không bao giờ thoát ra được. Cũng vì thế mà Henri Metz chưa bao giờ ngừng dã tâm xâm chiếm cao nguyên này. Hắn thường xuyên huy động lính bảo an, lính khố xanh lùng sục, phá phách, cướp của, giết người và hãm hiếp, gây ra bao cảnh tang thương và đói khổ khắp vùng Mơ Nông. Căm hờn trước hành động tàn bạo của kẻ thù, tù trưởng Nơ Trăng Lơng đã đứng lên tập hợp đồng bào Mơ Nông làm nên cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp rầm rộ trên toàn miền cao nguyên. Đất là lưng của ông bà ta, sao lại để bọn ó trắng dẫm lên lưng ông bà, phá phách rừng núi của ông bà ta? Dân Mơ Nông ơi, vùng lên đi! Câu nói đầy khí phách anh hùng và lòng căm thù giặc sâu sắc của Nơ Trăng Lơng nhanh chóng vang khắp vùng người Mơ Nông, khơi lửa cho phong trào chống Pháp ngày càng lan rộng và phát triển mạnh mẽ trên toàn Tây Nguyên. Ở đâu có đàn áp thì ở đó có chống lại, ở đâu có bức thì ở đó có chống lại. Cho nên là đối với đồng bào Mơ Nông thì một cái dân tộc họ rất là hiền, họ yêu thiên nhiên, họ yêu tự do, bởi vì cuộc sống của họ là cuộc sống đại ngàn, cho nên cuộc sống nó gắn liền với con người, nó hiền hòa. Nhưng mà trước cái cách áp bức bóc lột của người Pháp như vậy thì họ cuộc khởi một tinh thần hay là vang dội cả núi rừng. Cái tinh thần đó nó khởi nguồn từ anh hùng Nơ Trăng Lơng, tập hợp được quần chúng nhân dân trong cái điều kiện là chưa có đảng. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì cái tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam mình, không chỉ người Kinh mà kể cả người dân tộc, không chỉ đồng bằng mà cả miền núi, ở đâu có xâm lược thì ở đâu có đấu tranh. Nối tiếp cuộc khởi nghĩa của Yên Thế thì Nơ Trăng Lơng tiếp tục tổ chức một cái cuộc khởi nghĩa kéo dài 25 năm. Cái cuộc khởi nghĩa của do Nơ Trăng Lơng lãnh đạo là với quy mô khá rộng, với một cái thời gian khá dài. Và đây là một cái cuộc khởi nghĩa nó thể hiện cái tinh thần yêu nước của đồng bào các dân tộc của Tây Nguyên nói chung, đặc biệt là đồng bào Mơ Nông của cái đất nông nói riêng. Cái cuộc khởi nghĩa này nó mang một cái ý nghĩa lịch sử của quốc gia và cũng có mang cái tầm vóc quốc tế ở những cái thời điểm trước khi có đảng lãnh đạo. Nhóm làm phim chúng tôi tìm đến khu rừng ở xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tại đây, các già làng Mơ Nông kể rằng tù trưởng Nơ Trăng Lơng là người Mơ Nông biết. Ông sinh vào khoảng năm 1870 ở một bon nhỏ vùng Mơ Nông thuộc xã Đắc Bu So, khu vực mà nhóm làm phim chúng tôi đang ghi hình. Đứng giữa vùng di tích lịch sử đầy ý nghĩa này, ký ức và âm vang của các trận đánh do nghĩa quân Nơ Trăng Lơng thực hiện những năm đầu thế kỷ 20 như hiện về trên từng gốc rừng, trên từng thớ đất. Với quyết tâm tiêu diệt và dập tắt ý chí của vị thủ lĩnh phong trào, mùa khô giữa năm 1910-1911, một kế hoạch hãm hại gia đình Nơ Trăng Lơng đã được thực dân Pháp vạch sẵn. Trong một cuộc càn quét do Henri Metz chỉ đạo,
vợ và con gái đầu của Nơ Trăng Lơn bị bắt, chúng hãm hiếp rồi tra tấn dã man cho đến chết. Sau đó, Hằng Rimet còn cho bọn lính đốt nhà Nơ Trăng Lơn, đẩy ông vào cảnh vong gia bại sản. Cả ba người con còn lại của Nơ Trăng Lơn phiêu bạt và mất tích. Nợ nước thù nhà chất cao như núi. Mùa khô năm 1912, được một số đầu làng Mơ Nông uy tín như Bơ Lúc Mapra, Rờ Đinh, Bơ Rong Leng và đông đảo dân làng ủng hộ, phong trào chống Pháp của nghĩa quân Nơ Trăng Lơn đã bùng lên dữ dội. Dưới sự chỉ huy đầy mưu lược của thủ lĩnh Nơ Trăng Lơn cùng với lối chiến đấu gan dạ đặc trưng của người Tây Nguyên, xuất quỷ nhập thần, nghĩa quân đã gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất nặng nề. Từ khi Dương Ngọn Giáo khởi nghĩa, phong trào Nơ Trăng Lơn đã liên tiếp giành nhiều thắng lợi lớn. Gần 100 năm về trước, đây là ngôi nhà của tòa đại lý hành chính Pháp. Cách nơi này không xa là đồn Pusra, cũng được xây dựng vào thời gian đó. Nơi đây đã chứng kiến trận đánh quy mô đầu tiên của nghĩa quân Nơ Trăng Lơn nhằm trả thù giặc Pháp giết vợ con và đốt làng của ông. Nơ Trăng Lơn đã chỉ huy 150 nghĩa quân tinh nhuệ bất ngờ tấn công, tiêu diệt hoàn toàn đồn Pusra ở chân núi Nam Luy, uy hiếp tòa đại lý hành chính. Sau đó nghĩa quân liên tiếp mở nhiều trận phục kích, tập kích các đoàn tiếp tế của Hằng Rimet, gây cho địch nhiều thiệt hại về người và của. Sức mạnh của nghĩa quân trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bọn thực dân ở cao nguyên Mơ Nông. Điên cuồng bởi những tổn thất to lớn do nghĩa quân Nơ Trăng Lơn gây ra, giặc Pháp tiếp tục xây dựng đồn Bumera ở phía đông quốc lộ 14, đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hằng Rimet để đối phó với phong trào của nghĩa quân. Cách đồn Bumera khoảng 10 km là Bon Bune, nay thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tại Bon này, số phận hình như đã an bài đối với tên thực dân cáo già Hằng Rimet. Vào trung tuần tháng 7 năm 1914, bằng một kịch bản trá hàng tuyệt kỹ do Nơ Trăng Lơn soạn ra, đã dụ được tên Hằng Rimet cáo già rời khỏi đồn Bumera, mang theo một trung đội lính khố xanh và đoàn tùy tùng về Bon Bune để dự lễ kết nghĩa. Tại đây, Nơ Trăng Lơn đóng giả nghĩa quân. Đầu làng Rơ Âm Leng là người thay mặt Nơ Trăng Lơn đứng ra làm nghi thức giả vờ đầu hàng và mời Hằng Rimet tiếp nhận đầu thú của 400 nghĩa quân. Trong lúc Hằng Rimet vui mừng và say sưa trong men rượu, Nơ Trăng Lơn đã bất ngờ rút dao găm giấu sẵn trong người, kết liễu mạng sống của Hằng Rimet. Đúng lúc ấy, nghĩa quân nhanh chóng xông vào tiêu diệt toàn bộ trung đội lính Pháp cùng đoàn tùy tùng của chúng. Sau khi tiêu diệt Hằng Rimet và trung đội khố xanh, Nơ Trăng Lơn và nghĩa quân đã cải trang thành lính Pháp, nhanh chóng tiến về tiêu diệt toàn bộ đồn Bumera. Tư tưởng chủ đạo của Nơ Trăng Lơn xuyên suốt đó,
là phải kiên trì, bền bỉ, đánh địch liên tục ở mọi nơi, mọi lúc, và quyết đánh, quyết thắng, quyết giành cho được thắng lợi đến cuối cùng. Thì đó là cái tư tưởng chủ đạo. Còn cái quy mô và lực lượng đó, thì Nơ Trăng Lơn sử dụng mọi quy mô, mọi lực lượng ở mọi địa hình, mọi nơi, mọi lúc, và với một cái chiến thuật là đánh địch bằng mưu và bằng lực. Có khi là dùng mưu, có khi là dùng lực, có khi dùng cả mưu cả lực trong một trận đánh. Chỉ với một trận đánh, Henri Metz và những tham vọng của hắn đã vĩnh viễn nằm lại với núi rừng Tây Nguyên, chấm dứt khoảng thời gian 6 năm khổ ải mà đồng bào Mơ Nông phải chịu đựng dưới sự cai trị hà khắc của hắn. Đánh giá về trận đánh liên hoàn Bunner, Bumera, sử sách đã ghi rằng đây là trận đánh đỉnh cao trong các trận đánh của nghĩa quân Nơ Trăng Lơn thời kỳ đầu cuộc khởi nghĩa, quét sạch giặc Pháp khỏi cao nguyên Mơ Nông, lập lại hòa bình trên toàn vùng đất cho tới năm 1927. Cái quy mô của nó thì chúng ta thấy rằng là sau cái cuộc thắng lợi của cái liên hoàn Bunner, Bumera đó, thì là toàn bộ cao nguyên Mơ Nông giải phóng năm 1914 cho đến năm 1927 thì toàn cái cao nguyên này không có thực dân Pháp. Và cái đội quân lực lượng theo tài liệu nói thì có khoảng 5.000 người, mà có những lúc là Nơ Trăng Lơn muốn đem quân đánh cả Buôn Ma Thuột, đánh cả Ra Gia Lai để giải phóng cho dân tộc Ede và chúng ta. Thì cái quy mô như vậy nó không những trên cao nguyên Mơ Nông mà nó sang qua Campuchia và sang qua cái vùng ảnh hưởng của nó, các cái vùng, cả vùng Tây Nguyên rộng lớn như thế. Trong suốt thời gian 12 năm, từ năm 1915 cho đến năm 1927, dù cố gắng nhưng thực dân Pháp vẫn bị nghĩa quân Nơ Trăng Lơn đánh bật ra khỏi cao nguyên Mơ Nông. Chính họ đã phải thừa nhận rằng trong khoảng thời gian này, cao nguyên Mơ Nông vẫn đứng vững như một thành trì không thể khuất phục. Sau sự kiện tiêu diệt Henri Metz, Sébastien, tên công sứ tỉnh Đắk Lắk hồi đó, đã nhận định về nghĩa quân như sau. Đây không phải là một sự kiện ngẫu nhiên và riêng biệt, mà là cả một phong trào có sự chuẩn bị chu đáo, có tính chất quần chúng nhân dân rõ rệt và nổi dậy trên toàn miền. Dẫu đã nhận định đúng về mục đích và quy mô, nhưng mãi cho tới trước thời điểm mùa khô năm 1927, thực dân Pháp vẫn không sao dập tắt được ngọn lửa chiến đấu của phong trào Nơ Trăng Lơn. Ý nghĩa của cái cuộc khởi nghĩa Nơ Trăng Lơn này đó, nó không chỉ dừng lại ở một buôn, một làng, mà nó lan tỏa và nó liên tục, nó tác động rất lớn, nó lôi cuốn rất mạnh mẽ, nó thúc giục đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên cùng liên kết, cùng đoàn kết để đấu tranh chống thực dân Pháp. Nó thể hiện một cái tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu độc lập tự do và cần có một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc. Do đó cho nên khi thực dân Pháp đến đặt cái ách thống trị, xâm lược, đàn áp, thì lập tức cái truyền thống yêu nước và cái tinh thần độc lập đó nó được phát huy cao độ dưới sự lãnh đạo của Nơ Trăng Lơn và các anh hùng dân tộc khác đã liên kết lại, đoàn kết lại để chiến đấu đến cùng và giành chiến thắng rất là oanh liệt. Có thể nói là tôi vô cùng ngưỡng mộ tù trưởng Nơ Trăng Lơn. Tôi đã leo lên tận chỗ mộ của Henri Metz thì mình cũng lại thấy thêm một lần nữa là rất là ngưỡng mộ là đấy. Có thể là sau này Bác Núp đánh Pháp chảy máu, nhưng mà Nơ Trăng Lơn cũng bằng những cái vật dụng tâm thương như vậy thôi mà cũng làm chết một tên thực dân như vậy, thì tôi nghĩ là quả là điều rất là đáng ngưỡng mộ. Đầu thập niên 30 của thế kỷ 20, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã bắt đầu lan vào Đông Dương. Trên các khu vực thuộc địa, thực dân Pháp liên tục gây sức ép, đẩy mạnh công cuộc nô dịch, bóc lột đồng bào bản địa Tây Nguyên,
Với việc tăng cường đàn áp đánh phá miền Bắc Tây Nguyên, chúng ra sức tìm và diệt phong trào nơi Trang Lơn ở phía Nam Tây Nguyên. Cuộc xâm lược trở lại cao nguyên Mơ Nông của thực dân Pháp lúc này quy mô và ác liệt hơn nhiều. Cuộc đối đầu một mất một còn giữa kẻ địch và nghĩa quân nơi Trang Lơn bước sang một giai đoạn hấp dẫn và khốc liệt hơn. Tuyến quốc lộ 14 chiến lược đi ngang qua cao nguyên Mơ Nông nối liền Cao Miên, Trung Kỳ và Nam Kỳ trong khoảng thời gian 1927-1931 liên tục xảy ra nhiều trận đánh ác liệt giữa nghĩa quân nơi Trang Lơn và thực dân Pháp. Mùa khô năm 1931, thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn với máy bay yểm trợ chia thành nhiều hướng tiến đánh nghĩa quân nơi Trang Lơn. Trước sức mạnh và sự phong tỏa gắt gao của kẻ thù, nơi Trang Lơn và nghĩa quân của ông vẫn nêu cao dũng khí, giữ vững tinh thần chiến đấu. Trong một bữa tiệc ăn thề đồng tâm diệt giặc, nơi Trang Lơn đã rút dao chỉ vào cánh tay mình và nói với nghĩa quân rằng: "Khi nào máu trong người ta hết chảy, lưỡi dao này chặt không còn đứt nữa, thì ta mới thôi đánh bọn ó trắng." Nơi Trang Lơn kêu gọi nghĩa quân ra sức lập làng phòng thủ, cắm trông, cài bẫy. Ông chỉ đạo dân làng vừa tăng cường sản xuất, vừa rèn đúc nhiều vũ khí để chuẩn bị cho cuộc trường kỳ chiến đấu. Tháng 3 năm 1933, giặc Pháp mở một cuộc hành quân quy mô càn quét vào căn cứ nghĩa quân ở núi Nam Nung từ ba hướng: Bu Den Rom ở hướng Bắc, Căng Rô Lăng ở hướng Tây và Bu Đốp ở hướng Nam. Trong trận càn ác liệt này, đầu làng Rờ Đinh, người thủ lĩnh tin cậy của nơi Trang Lơn, bị sa vào tay giặc. Trả thù cho những mất mát của nghĩa quân, tháng 3 năm 1935, dưới sự chỉ huy trực tiếp của nơi Trang Lơn, khoảng 300 nghĩa quân đã bất ngờ tấn công diệt gọn đồn Lơ Rô Lăng. Trước sự tiến công dũng mãnh của nghĩa quân, giặc Pháp đã phải đưa cả máy bay oanh tạc ngăn ngừa, không cho nghĩa quân phát triển tấn công những khu vực khác. Khi mà sử dụng lực lượng địch càn quét thì ông sử dụng hầm hào, cung tên, nỏ ná. Nếu mà địch càn quét thì ông sử dụng bằng cạm bẫy, bằng lực lượng cung tên. Ông đánh lễ, đánh nhỏ, đánh tỉa. Có lúc thì ông đánh chính diện, có lúc ông đánh ngăn diện, nhưng có lúc ông đánh diệt diện. Đấy, tức là cách đánh của ông là rất linh hoạt. Tháng 6 năm 1935, trong lúc nơi Trang Lơn và nghĩa quân bày mưu tính kế để đối phó với sức mạnh của kẻ thù, thì bị kẻ gian chỉ điểm nơi ẩn náu. Đúng lúc đấy, thực dân Pháp lập tức huy động tất cả tiềm lực quân sự mở một cuộc càn quét bao vây căn cứ ẩn náu của nghĩa quân ở núi Nam Nung. Tại đây, nhân dân và nghĩa quân nơi Trang Lơn đã chiến đấu dũng cảm suốt 12 ngày đêm, gây nhiều thương vong cho địch. Tuy nhiên, với lực lượng đông đảo và sự yểm trợ của các phương tiện chiến tranh hiện đại của kẻ địch, nghĩa quân đã bị tổn thất nặng nề. Nơi Trang Lơn và một số thủ lĩnh thân cận đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và lần lượt hy sinh. Nơi Trang Lơn mất vào ngày 25 tháng 6 năm 1935. Đến năm 2012 này, tức là vừa tròn 100 năm cuộc khởi nghĩa nơi Trang Lơn. Cuộc khởi nghĩa này trước khi chưa có đảng mà cũng đã kéo dài được tới 25 năm. Tập hợp không phải chỉ có người Mơ Nông, vì nơi Trang Lơn là người Mơ Nông, nhưng từ người Pít, người Co, người Ê Đê, người Gia Rai, người Ba Na, tất cả cả một vùng Tây Nguyên rộng lớn này theo nơi Trang Lơn. Cái chiến công lớn nhất là chém rụng đầu Henry Mack bằng xà gạt, và để từ đó để cho bọn chúng, bọn xâm lược Pháp là không thể dễ dàng mà chiếm đóng Tây Nguyên này được. Và cuộc khởi nó kéo dài, vì tất nhiên khi chưa có đảng, chưa có đường lối cách mạng thì cuộc khởi nghĩa không thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng dù sao chăng nữa thì đây là ngọn cờ yêu nước, tôi cho rằng có giá trị nhất của Tây Nguyên trong lịch sử chống ngoại xâm.
Nơ Trang Lơn mất đi, nhưng cuộc khởi nghĩa vẫn tiếp tục với truyền thống bất khuất. Người Mơ Nông ở Nam Tây Nguyên đã cùng với các đồng bào anh em kề vai sát cánh, tổ chức hàng loạt cuộc khởi nghĩa, liên tiếp đánh bại âm mưu thôn tính lâu dài của thực dân Pháp, góp phần làm nên cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công trên toàn Tây Nguyên. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Tây Nguyên đã dành một phần trang trọng để nhắc đến nghĩa quân Mơ Nông, nhắc đến Nơ Trang Lơn, vị thủ lĩnh huyền thoại của núi rừng. Tinh thần thiết tha yêu nước, yêu chuộng hòa bình và ý chí chống giặc ngoại xâm đến hơi thở cuối cùng của tù trưởng Nơ Trang Lơn đã và sẽ được đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tiếp nối ào ạt như dòng chảy của thác rừng, chảy mãi không ngừng nghỉ giữa đại ngàn Tây Nguyên.